thứ năm tuần thứ 20 thường niên. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthew chương 22 từ câu 1 đến câu 14. Đức Giêsu lại dùng dụ ngôn mà nói với họ rằng: Nước trời cũng giống như chuyện một vua kia mở tiệc cưới cho con mình. Nhà vua sai đầy tớ đi thỉnh các quan khách đã được mời trước, xin họ đến dự tiệc, nhưng họ không chịu đến. Nhà vua lại sai những đầy tớ khác đi và dặn họ: Hãy thưa với quan khách đã được mời rằng: Này cổ bàn, ta đã dọn xong, bò tơ và thú béo đã hạ rồi, mọi sự đã sẵn, mời quý vị đến dự tiệc cưới. Nhưng quan khách không thèm đếm xỉa tới, lại bỏ đi. Kẻ thì đi thăm trại, người thì đi buôn, còn những kẻ khác lại bắt các đầy tớ của vua mà sỉ nhục và giết chết. Nhà vua liền nổi cơn thịnh nộ, sai quân đi tru diệt bọn sát nhân ấy và thiêu hủy thành phố của chúng. Rồi nhà vua bảo đầy tớ: Tiệc cưới đã sẵn sàng rồi, mà những kẻ đã được mời lại không xứng đáng. Vậy các ngươi đi ra các ngã đường, gặp ai cũng mời hết vào tiệc cưới. Đầy tớ liền đi ra các nẻo đường, gặp ai bất luận xấu tốt cũng tập hợp cả lại, nên phòng tiệc cưới đã đầy thực khách. Bấy giờ nhà vua tiến vào và quan sát khách dự tiệc, thấy ở đó có một người không mặc y phục lễ cưới, mới hỏi người ấy: Này bạn, làm sao bạn vào đây mà lại không có y phục lễ cưới? Người ấy câm miệng không nói được gì. Nhà vua liền bảo những người phục dịch: Chói chân tay nó lại, quăng nó ra chỗ tối tăm bên ngoài. Ở đó người ta sẽ phải khóc lóc nghiến răng, vì kẻ được gọi thì nhiều, mà người được chọn thì ít. Suy niệm hình ảnh tiệc cưới trong bài Tin mừng hôm nay thật quen thuộc đối với chúng ta, bởi vì tiệc cưới cũng là một sự kiện mà ai trong chúng ta cũng có kinh nghiệm. Có thể chúng ta chưa và sẽ không bao giờ làm đám cưới, nhưng chắc chắn đã từng đi ăn cưới. Tuy nhiên, dụ ngôn tiệc cưới của Đức Giêsu lại gây ra cho chúng ta nhiều thắc mắc, thậm chí những vấn nạn, bởi lẽ dụ ngôn có nhiều điều lạ lùng hay không bình thường. Tiệc cưới là một trong những hình ảnh rất sống động diễn tả lời ca tụng. Chính vì thế Đức Giêsu hay dùng để nói về nước trời, cùng đích của sự sáng tạo và lịch sử cứu độ. Tiệc cưới là hình ảnh sống động diễn tả lời ca tụng, bởi vì đó là nơi chốn của niềm vui, lời ca tiếng hát và hiệp thông, một cơ hội lớn để quy tụ và là cơ hội để tạ ơn, ca tụng Chúa và chúc mừng nhau. Đó là tâm tình của thánh lễ hôn phối và nghi thức cầu nguyện tại gia đình hai họ khi tiễn và đón cô dâu, và để chia vui và hiệp thông với mọi người trong lời chúc mừng và tạ ơn. Mỗi người được mời phải ra khỏi nhà, đôi khi phải đi thật xa và thật sớm, phải tạm dừng nhịp sống bình thường và quen thuộc của mình, phải tạm gác công việc đôi khi quan trọng và cấp bách, và nhất là phải ra khỏi những bận tâm để có một tâm hồn cởi mở, có được sự tự do nội tâm.
trong dụ ngôn, những người được mời đã không làm được như vậy. Được mời trước và được thỉnh tại nhà một lần nữa, họ vẫn không chịu đến. Nhà vua lại sai các tôi tớ đi mời thêm một lần nữa. Và đây là lần thứ ba với lời dặn tha thiết: này cổ bàn, ta đã dọn xong, bò tơ và thú béo đã hạ rồi, mọi sự đã sẵn, mời quý vị đến dự tiệc cưới. Chúng ta cần cảm nhận rằng cả lời mời gọi lẫn lời từ chối đều được đẩy tới mức độ triệt để. Nhưng như chúng ta thấy, họ không ra khỏi được thế giới riêng của mình. Họ như là bị giam ở trong đó, và vì thế tất yếu dẫn đến bạo lực. Quan khách không thèm đếm xỉa tới, lại bỏ đi. Kẻ thì đi thăm trại, người thì đi buôn, còn những kẻ khác lại bắt các đầy tớ của vua mà sỉ nhục và giết chết. Đó chính là năng động tất yếu của sự từ chối và đóng kín. Thái độ ngược lại là ra khỏi mình để chia vui, hiệp thông, chúc mừng và ca tụng. Và thái độ này làm cho chúng ta được tự do với những gì giam cầm chúng ta, và giải thoát khỏi những năng động đóng kín gây chết chóc. Chúng ta đôi khi cũng có thái độ và hành động tương tự đối với lời mời gọi nhưng không. Và tha thiết của Chúa đến tham dự cầu nguyện, thánh lễ hay những dịp gặp gỡ để diễn tả niềm vui và hiệp thông.